Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hiệu quả chương trình sản xuất rau an toàn theo chuỗi do tổ chức Zika tài trợ tại Hải Dương. Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình có nhiều biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Nam Định tổ chức ngày hội STEM và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học. Bắc Ninh đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông cho học sinh. Cảnh báo trạm biến áp thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên mất an toàn. Mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Hải Dương là một trong 7 tỉnh được thụ hưởng dự án tăng cường độ tin cậy trong lĩnh vực sản xuất rau an toàn tại miền Bắc giai đoạn từ năm 2016-2020 do tổ chức Zika tài trợ. Trên địa bàn toàn tỉnh, hiện có 18 cơ sở sản xuất rau an toàn với diện tích 215 ha, sản lượng 15.000 tấn, 43 cơ sở sản xuất củ an toàn với diện tích 553 ha, 24 cơ sở chăn nuôi với sản lượng lợn mỗi năm 1.300 tấn, gà sản lượng mỗi năm 430 tấn. Cùng với đó là 3.700 lồng cá, sản lượng mỗi năm 8.000 tấn và một vùng nuôi trồng thủy sản có quy mô 30 ha với sản lượng mỗi năm 300 tấn. Tất cả các cơ sở này đều đã được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp, có 6 nhóm sản xuất tham gia dự án JICA, gồm hợp tác xã và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp đều thực hiện liên kết sản xuất từ khi gieo trồng đến khi tiêu thụ nông sản cho nông dân. Hiện tại các nhóm sản xuất đang cung cấp sản phẩm cho các công ty chế biến xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh và các đầu mối tiêu thụ lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các chuỗi siêu thị Big C, Vinmart, Metro. Là địa phương có diện tích cam nhiều nhất của huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, xã Tam Đa đã chủ động tìm kiếm nhiều giải pháp, giúp đẩy mạnh tiêu thụ cam cho bà con nông dân. Xã Tam Đa hiện có 50 ha cam, tập trung chủ yếu ở thôn Ngũ Phúc, trong đó có 21,6 ha cam được cấp chứng nhận trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Với những thuận lợi về thổ nhưỡng cùng kỹ thuật chăm sóc đúng tiêu chuẩn nông sản sạch, cam ở Tam Đa dần khẳng định được thương hiệu bởi chất lượng thơm ngon và mẫu mã đẹp. Để xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho giống cây trồng chủ lực này, vừa qua, Hợp tác xã Nông nghiệp Ngũ Phúc được thành lập đầu tháng 11 năm 2018 để thuận lợi trong giao dịch, tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Tại lễ hội cam Hưng Yên năm 2018 diễn ra cuối tháng 11 vừa qua, cam Tam Đa đã nhận được một số hợp đồng tiêu thụ với khách hàng tại các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định và Thanh Hóa. Nhờ đó, giá bán cam tại các vườn đều duy trì từ 18 đến 25.000 đồng một kg, tổng sản lượng ước thu toàn xã khoảng 1.000 tấn. Hiện nhân dân đã tiêu thụ được trên 60%. Thưa quý vị và các bạn, với rất nhiều lợi thế trong phát triển nông nghiệp, nông sản của tỉnh Thái Bình khá đa dạng. Dù là chăn nuôi, trồng trọt hay thủy sản, Thái Bình đều có những mặt hàng nông sản rất đặc trưng. Nhưng dường như con đường để nông sản Thái Bình đến với người tiêu dùng vẫn còn có những khoảng cách. Sản xuất nông nghiệp vẫn còn tồn tại những hạn chế, quy mô nhỏ lẻ, chưa gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ chế biến. Sản xuất còn chạy theo số lượng, chưa thực sự quan tâm đến chất lượng nông sản, dẫn tới giá trị hàng hóa chưa cao. Tình trạng được mùa mất giá thường xảy ra. Đây là thực trạng của sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ lẻ. Và nếu không thay đổi chiến lược để phát triển nông nghiệp thích ứng với thị trường, con đường nông sản sẽ không thể khởi sắc. Người nông dân sẽ vẫn đối mặt với những khó khăn về giá cả, dịch bệnh, thời tiết. Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát mạnh tại Trung Quốc. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh và gây thiệt hại nghiêm trọng. Nếu lợn bị nhiễm bệnh thì tỷ lệ chết là 100%. Nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn, hiện các lực lượng chức năng của huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đang triển khai nhiều biện pháp và người chăn nuôi cũng cần chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh cho chính đàn vật nuôi của mình. Hiện nay, toàn huyện có trên 80.000 con lợn. Trước những diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trạm chăn nuôi và thú y tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tập trung vào dịch tả lợn châu Phi đến từng thôn xóm, hộ chăn nuôi nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nhanh khi có ổ dịch phát sinh, tuyên truyền phổ biến luật thú y, hướng dẫn các hộ chủ động vận dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, phòng bệnh cho đàn vật nuôi, triển khai nghiêm túc công tác tiêm phòng tại 27 xã thị trấn. Từ đầu năm đến nay đã tiêm gần 32.000 liều vaccine dịch tả lợn. Bên cạnh đó, cũng vận động người dân chủ động tiêm bổ sung các loại vaccine cho đàn vật nuôi trong từng giai đoạn phát triển, tăng cường biện pháp kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ,
kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định hiện hành. Để phòng chống dịch tả lợn châu Phi, bên cạnh sự nỗ lực của các ngành chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chủ động phòng dịch bệnh, qua đó góp phần bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi nhằm giảm thiệt hại về kinh tế, thúc đẩy chăn nuôi phát triển theo hướng bền vững và đảm bảo cung ứng đủ nguồn thực phẩm dịp cuối năm. Thời gian qua, cùng với việc tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, công tác thu hút doanh nghiệp phát triển, đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã có những bước đột phá. Đến nay, huyện đã thu hút được 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với các ngành nghề như may công nghiệp, da giày. Tại cụm công nghiệp Hải Hưng, Hải Thanh, thị trấn Yên Định, Hải Phương có khoảng 16 doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, phát triển sản xuất, thu hút khoảng 15.500 lao động vào làm việc. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng, huyện Hải Hậu còn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cho nhà đầu tư. Để tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thời gian tới, huyện Hải Hậu tập trung vận dụng tối đa cơ chế chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thu hút, lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực đầu tư tại địa bàn, tạo điều kiện tối đa về thủ tục hành chính, mặt bằng, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2018 đạt hơn 2.300 tỷ đồng theo giá so sánh năm 2010. Nâng tỷ trọng công nghiệp xây dựng dịch vụ chiếm 77,5% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Mục tiêu phấn đấu của huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp trong tổng sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 47%. Trong đó, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt trên 40%. Tốc độ tăng trưởng gia tăng công nghiệp đạt bình quân từ 10% trở lên. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt trên 70%. Để đạt mục tiêu này, huyện Bình Lục xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 04 ngày 8 tháng 4 năm 2016 của tỉnh ủy, kế hoạch số 40 của Ủy ban Nhân dân huyện về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững, tăng cường năng lực chủ động kịp thời nắm bắt, tận dụng tối đa các lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để thúc đẩy phát triển công nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn nhanh và bền vững, lấy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử là chủ đạo, phát triển công nghiệp chế biến chế tạo là trung tâm, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là bước đột phá, chú trọng đến phát triển công nghiệp xanh, tập trung kêu gọi thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp đã được quy hoạch, ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bao tiêu sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp. Trong thời gian tới, Bình Lục sẽ tập trung chỉ đạo rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch về phát triển công nghiệp, cụ thể hóa các chính sách thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Đến thời điểm này, công tác tu bổ đê kè trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cơ bản đã được hoàn thành. Các hạng mục đê địa phương giao cho các huyện, thị xã, thành phố thi công đã được hoàn thành. Đối với các hạng mục do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai cũng đang gấp rút hoàn thành để đưa công trình vào sử dụng theo đúng kế hoạch đã đề ra. Năm 2018, tỉnh Bắc Ninh đã đầu tư trên 84 tỷ đồng để tu bổ, gia cố các tuyến đê địa phương, bao gồm gia cố cứng hóa mặt đê, dốc lên đê và làm đường hành lang đê, tu bổ cống, khoan phụt vữa, gia cố thân đê. Đến thời điểm này, tất cả các hạng mục công trình tu bổ đê địa phương do Chi cục Thủy lợi làm chủ đầu tư đều đã triển khai theo đúng kế hoạch. Trong đó một số công trình đã cơ bản hoàn thành, các công trình còn lại đang được chủ đầu tư và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành trước ngày 30 tháng 12. Cùng với các hạng mục tu bổ đê địa phương do Chi cục Thủy lợi làm chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cũng đã hoàn thành các hạng mục hoàn chỉnh mặt cắt, đắp cơ đê, xử lý các vết nứt mặt đê và làm đường hành lang chân đê các tuyến đê bối. Chương trình sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Vừa qua, Sở Y tế Hải Dương tổ chức hội nghị khoa học mở rộng ứng dụng kỹ thuật mới trong lĩnh vực y tế. Tại hội nghị có 39 báo cáo khoa học về các lĩnh vực y tế, trong đó 24 báo cáo của các cán bộ y tế công tác tại bệnh viện tuyến trung ương và 15 báo cáo của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Nội dung báo cáo nêu các tiến bộ kỹ thuật mới đã được áp dụng trong lĩnh vực điều trị nội khoa, phẫu thuật ngoại khoa, cận lâm sàng và y tế dự phòng như phẫu thuật tim hở, phẫu thuật lấy sỏi thận qua da, sử dụng kháng sinh trong nghi khoa, phản ứng sau tiêm chủng. Qua hội nghị này là dịp để cán bộ y tế tuyến trung ương, tuyến tỉnh và tuyến huyện trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Trường Cao đẳng nghề Hà Nam tổ chức lễ trao tặng thiết bị và dự tờ tiết học mô phỏng 5S.
và an toàn lao động Monoducodi. Đối với hai tiết học mô phỏng, mỗi tiết giáo viên có 50 phút để chỉnh giảng. Cả hai tiết học đều có sự tham dự đánh giá của lãnh đạo các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Hà Nam, đại diện tổ chức JICA và Trung tâm Hợp tác và Truyền thông Quốc tế Kobe, Chính phủ Nhật Bản. Với tiết học 5S và an toàn lao động, tiết học giáo viên truyền đạt kiến thức cho học sinh trong thời gian quy định. Giáo viên phải nêu được phương pháp cải tiến môi trường làm việc, cách thức tổ chức để cải thiện môi trường làm việc, thực hành tiết kiệm trong quá trình làm việc theo quy trình 5S, gồm sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng. Đồng thời phải lồng ghép được những cải tiến về môi trường làm việc dạy học của trường cao đẳng nghề Hà Nam. Dù là tiết học lý thuyết, tuy nhiên từ bố cục đến nội dung giảng dạy, cách thức truyền đạt cũng như tác phong giảng dạy của giáo viên đã được các doanh nghiệp đánh giá cao. Với tiết học Monodukuri, giáo viên trình giảng truyền đạt kiến thức cho giáo viên theo quy trình Monodukuri, quy trình mà giáo viên đã được tập huấn tại trường cao đẳng nghề Kobe của Nhật Bản. Với bài giảng phay mặt phẳng, nội dung nằm trong chương trình giảng dạy của trường cao đẳng nghề Hà Nam, giáo viên đã nêu được các bước thực hiện cơ bản về kỹ thuật phay, trình tự các bước thực hiện mô phỏng, quy trình giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kỹ năng thực tế để đồng nghiệp của mình có thể tiếp cận được công nghệ tiên tiến của Nhật Bản. Thưa quý vị và các bạn, nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học sáng tạo kỹ thuật công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, mới đây, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nam Định đã tổ chức ngày hội STEM và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019. Theo đánh giá của ban tổ chức, so với những năm học trước, năm nay các em học sinh dự thi đã xác định được vấn đề cụ thể hơn, có nhiều ý tưởng sáng tạo được thể hiện và chất lượng các sản phẩm tương đối đồng đều. Năm nay là có nhiều em đạt giải hơn và cái chất lượng của các giải thì đồng đều hơn những năm trước. Những năm trước thì có những cái giải có thể có nhiều giải nhất hơn, nhiều giải đỉnh cao hơn. Tuy nhiên thì năm nay thì những cái giải ba, giải nhì lại nhiều hơn và thể hiện là cái việc dạy học theo kiểu STEM cũng như là cái phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật đã lan tỏa tới nhiều em và nhiều nhà trường, và các em cũng đã có được những cái phương pháp nghiên cứu và cách làm khoa học. Thì tuy nhiên là các em, đặc biệt là trong cơ sở, thì các em còn thiếu hoặc là non về những cái kiến thức nền khoa học cũng như là khả năng làm khoa học, cho nên là cũng còn những cái hạn chế nhất định. Sau hai ngày thi sôi nổi, ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 68 sản phẩm khoa học kỹ thuật vào vòng chung cuộc, trong đó có 3 giải nhất, 16 giải nhì, 29 giải ba, trao giấy khen cho 41 sản phẩm STEM. Ngày hội STEM và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019 là cơ hội để cán bộ, giáo viên, học sinh và các đơn vị giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm, tạo động lực quan trọng cho việc tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tiến tới thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Sau cuộc thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm xuất sắc tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học. Thời gian gần đây, đền Chùa Văn An thuộc quản lý của Ban Quản lý Di tích Chí Linh Hải Dương đã thu hút hơn 200 đoàn với khoảng trên 10 vạn lượt khách tới dâng hương tham quan trải nghiệm. Du khách về với đền thầy chủ yếu là học sinh, giáo viên các trường học ở Hải Dương cùng các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trung bình mỗi đoàn khoảng 15 lớp, 350-400 học sinh. Các đoàn học sinh, giáo viên về đền Chùa Văn An để dâng hương, báo công về thành tích học tập, trải nghiệm ngoại khóa, tham quan cảnh đẹp của thiên nhiên và tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của vạn thế sư biểu Chu Văn An. Để thu hút du khách, nhất là để hấp dẫn học sinh khi tới đền, Ban Quản lý Di tích thị xã Chí Linh đã phối hợp với các công ty du lịch, nhà trường để tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa với các trò chơi dân gian, thi kiến thức với nội dung bổ ích lý thú. Đồng thời, Ban Quản lý còn tổ chức giới thiệu hình ảnh, tư liệu lịch sử về di sản văn hóa, lịch sử khoa bảng giáo dục Việt Nam, để học sinh có thêm hiểu biết, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách khi về đền thờ thầy giáo Chu Văn An cùng các di tích khác. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng tai nạn giao thông trên cả nước đang có diễn biến phức tạp, số người tử vong vì tai nạn giao thông vẫn còn cao, thương vong do tai nạn giao thông gây ra với trẻ em ngày càng nhiều. Ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã xác định nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh là một trong những vấn đề bức thiết và là nhiệm vụ trọng tâm cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Theo đó, Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh về đổi mới phương thức giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, góp phần xây dựng ý thức chấp hành luật giao thông và dần hình thành những thói quen tốt cho học sinh ngay từ khi còn nhỏ. Để công tác giáo dục an toàn giao thông trong học đường đạt hiệu quả cao nhất,
ngành giáo dục Bắc Ninh đã chú trọng tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho toàn bộ học sinh ở mọi cấp học, đồng thời nghiên cứu, sáng tạo đổi mới phương pháp, đa dạng và thực tiễn hóa hình thức giáo dục. Bên cạnh nhiều giải pháp như cho học sinh ký cam kết tăng cường giám sát qua các đội sao đỏ, giải pháp camera dấu kín hay gắn an toàn giao thông với điểm thi đua của lớp, điểm rèn luyện và hạnh kiểm của từng học sinh, thì những hoạt động ngoại khóa dưới hình thức sân khấu, những buổi tuyên truyền lưu động an toàn giao thông do Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức cũng mang lại những bài học sâu sắc cho các em học sinh, làm thay đổi nhận thức đến hành vi. Trong cái về an toàn giao thông này thì không phải là chỉ một ngày nay ngày mai, mà tất cả hàng ngày, hàng tuần và từ giờ đến tất cả các nội dung của nhà trường, giáo dục, kể cả các giờ học nào đều phải lồng ghép vào an toàn giao thông, đặc biệt là cái phần giáo dục công dân và giờ chào cờ hoặc giờ sinh hoạt lớp, thì giáo viên chủ nhiệm, thầy tủ sách và tất cả các thầy cô đều phải tuyên truyền về an toàn giao thông. Việc đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông không chỉ giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ nhằm tự bảo vệ mình, mà còn hình thành ý thức tự giác nghiêm chỉnh chấp hành những quy định về an toàn giao thông, góp phần tạo nên một nền văn hóa giao thông thực sự văn minh trong tương lai. Qua đó, thực hiện hiệu quả chủ đề an toàn giao thông năm nay là năm an toàn giao thông cho trẻ em. Trên địa bàn xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, có 4 doanh nghiệp khai thác mỏ. Trước đây, việc vận chuyển các loại đất đá vật liệu xây dựng đi từ mỏ qua một số tuyến đường trong khu dân cư đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng này đã được giải quyết. Thành phố Tam Điệp đã chỉ đạo tạm dừng việc vận chuyển vật liệu xây dựng đi qua một số tuyến đường trong các khu dân cư. Hơn một năm nay, trên tuyến quốc lộ 21B đã không còn tình trạng xe tải chạy qua. Chính quyền xã cũng kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét có ý kiến chỉ đạo các doanh nghiệp sớm thi công và hoàn thiện tuyến đường vành đai chống lũ quét thượng nguồn của thành phố Tam Điệp để giải quyết dứt điểm tình trạng xe tải đi trong khu dân cư. Với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố Tam Điệp, các đơn vị khai thác mỏ đã thực hiện nghiêm túc và cam kết chấp hành nghiêm những quy định của luật giao thông đường bộ. Điều mong mỏi của nhân dân xã Đông Sơn nhiều năm nay đã được giải quyết, đời sống của người dân dần trở lại ổn định. Một số khu vực đã đầu tư xây dựng vỉa hè tạo được cảnh quan thông thoáng. Xử lý rác thải sinh hoạt luôn là vấn đề phức tạp ở các địa phương, nhất là khu vực có bãi rác có thể nằm xa khu dân cư ở xã này nhưng lại nằm gần khu dân cư ở xã khác. Bãi rác thải của xã Thanh Tân, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình là một ví dụ điển hình. Mỗi khi rác được xử lý thì lại ảnh hưởng đến người dân của xã bên. Khu tập kết và xử lý rác thải sinh hoạt của xã Thanh Tân, huyện Kiến Sương. Rác được thu gom và xử lý một tuần một lần. Tuy nhiên, rác chỉ được phân loại và đốt thủ công, không có lò đốt và đương nhiên không có ống khói. Khói và mùi khét tổng hợp theo gió bay vào khu vực dân cư thôn Trình Hoàng, xã Vũ Lễ gần đó, gây không ít phiền toái cho nhân dân trong khu vực. Bãi rác ở gần thôn Trình Hoàng chúng tôi này rất là có mùi lồng ngặc, khét, có nhiều mùi nữa và cũng ảnh hưởng đến trực tiếp đến các hộ dân sống xung quanh cái khu bãi rác mà Thanh Tân đang xử lý. Làm sao coi như một là xây cái nhà đốt rác và cho ống khói cao lên từ 15-20 mét, hai nữa là về cái đào hoặc là lấp, chứ coi như đốt thủ công này ảnh hưởng rất lớn đến cái môi trường và xung quanh của mọi người thôn Trình Hoàng và công ty Việt Thái. Thưa quý vị và các bạn, trạm biến áp của thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên do xây dựng đã trên 40 năm, trạm đặt quá thấp nên tiềm ẩn mất an toàn điện. Trạm được thiết kế xây dựng từ thập niên 70, có mức cốt ngang thấp hơn khoảng 40cm so với nền sân nhà văn hóa thôn này. Các hạng mục công trình như cột điện, tường bao bảo vệ và cánh cổng của trạm hiện đã cũ nát và hỏng dẫn đến không đảm bảo an toàn. Hiện trạm biến áp đang cung cấp điện cho toàn thôn với trên 600 hộ. Trạm đã được Điện lực Kim Động nâng cấp một lần với công suất 320 kV/A, nhưng vẫn chưa đảm bảo điện tốt nhất cho người dân trong thôn sử dụng. Cái nơi hội họp và cũng là cái khu vui chơi giải trí cho nhân dân. Trạm biến áp là nó gây rất là nguy hiểm. Cái nhất là ở trạm hiện nay đang nằm sâu so với mặt sân là khoảng 70cm. Hơn nữa là các cháu rồi các ông các bà tập luyện thể dục thể thao như đánh cầu lông, bóng chuyền rất là sợ là va vào cái dây điện.
thay mặt cho coi như cán bộ dân địa phương thôn Tà Thượng này thì thực chất đề nghị bên ngành điện cũng tạo điều kiện giúp đỡ là được di chuyển ra vị trí khác để tạo điều kiện cho bà con có cái nơi vui chơi giải trí được thoáng mát hơn và đảm bảo an toàn hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.